Rồi mày thì hôm qua con cắt có hai cây mà mẹ chửi, mẹ cái này chửi quá trời, hôm qua cưa luôn, cưa ổng không biết đâu. Biết cái gì mà biết, mày cưa mày xả tùm lum của tao gì mà biết. Gì nói vậy thằng ông nội đi về rồi, chắc em báo quá dữ hay sao á. Về chưa? Về rồi. À, hai chào nhà nha, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với Hải Ca nha. Thì nói chứ hôm nay hai đứa em qua đây báo tiếp nha cả nhà. Thì chú chủ nhà hồi nãy có đưa cho hai đứa em cái cây cưa nè, kêu là bây giờ em vô em xả đại mấy cây đi để mai mốt thợ qua thợ cưa lại nha cả nhà. Chú kêu là bây giờ vô xả đại mấy cái cây bữa này đi, cây nào bự mày cưa đi, mày chơi sân báo không vốn đi nha cả nhà. Cả hai cây của chú quay mà chú kêu là hơi ngại lên quá, xấu quá, ngại không có lên video nha cả nhà. Đó, cái cưa ông mới mua luôn, ông đưa bây giờ ông tiếp tay cho em cho anh sân báo nha. Đó, thì bây giờ em sẽ là đây, em cưa mấy cái này nha, em xả hết mấy cái cây bự nhiều trái xuống luôn. Xem một tí xíu nữa sân báo qua mà thấy cái cảnh tượng này chắc xỉu lên xỉu xuống rồi nha cả nhà. Nãy ông báo mới làm cho con vố chạy về. Ok, không có nói nhiều nữa, bây giờ em tranh thủ em cưa ra để hồi sân báo qua em không có cưa được nha cả nhà. Okay. Giờ mình quất cái cây bự này đi. Ai biết? Gãy hết cây củ lùn của ổng á kìa. Thì cứ lại gãy cây nào gãy chứ. Báo. Ok nha. Đó chứ cưa nó hơi ồn, bây giờ em sẽ tắt cái cam để em tranh thủ em cưa nha cả nhà. Cả nhà cùng đợi em xíu nha. A few moments later. Biết cái gì mà biết, mày cưa mày xả tùm lum của tao gì mà biết.
nói ra thằng ông nội. Mẹ mày. Thôi thôi mày vậy nha. Thôi vậy. Cái đám này của mình chứ có ai mẹ. Cái đám nào của mày? Thì mình mua đám rồi. Mày hay quá sao mày không cưa mẹ cây da xanh đó rồi luôn đi. Ờ mẹ nhắc con mới nhớ chứ. Ờ mẹ nhắc con mới nhớ chứ. Nghĩ mày. Nghĩ mày. Hai mẹ đây. Gì xỉu hoài vậy trời. Mẹ mày cưa vô đây không đủ ha. Cái lượt ông nội này không ngã hả xỉu à. Kè nó vô đi. Gì trời. Sống nó vô đi. Đi, vô. Thôi, nó dẹp cưa máy rồi. Chết chạy đây. Mày nha tụi bay. Mẹ ơi, mày ngu quá. Mày mua trái bưởi rồi chứ mày mua cây vô. Thì hôm qua vô cái ổng là ổng chửi con gà. Con ghét quá hôm qua hôm nay. Con lấy cái máy cưa bỏ ghét luôn. Chửi mày ông đặt đầu mày. Bỏ ông nội mày. Xỉu mày. Mẹ ơi. Tụi tao mua trái. Đã anh hai mày vậy đây. Vậy? Bữa nay mua trái ra mua cây mà mày cưa làm anh hai bị sao vậy mẹ? Con quỷ con báo. Ừ anh sẵn cắt cho mẹ mấy trái bưởi gì nhà mẹ. Thôi thôi khỏi cắt đi. Mẹ ơi chết rồi mẹ ơi. Chết gì? Mẹ giữ đây nè. Tiền đâu đền mẹ ơi. Em nói hay nghe nè. Hôm qua ổng vô ổng chửi con thì được nè. Hôm qua ổng nhằn tí hả? Con ghét này hôm qua lấy mấy cưa sạch cái vườn giữa bữa. Mày hay quá ha. Bữa người ta mua trái. Người ta mua đám là mua trái. Còn cây là của người ta mày. Thì hôm thích mẹ mày luôn à. Thì hôm qua tôi nói mày nghe nè. Rồi. Hôm qua đúng không? Vô cái mình nói chuyện vậy. Sao rồi Sơn? Ủa mày đừng có nói nhiều mày lên hai mày đóng nó vậy. Hôm qua thì con lỡ cắt có mấy trái non mà ổng chửi con nay cũng ghét con cưa hết vườn luôn. Bỏ tập mốt khỏi có bụi cắt khỏi bán khỏi chửi. Lỗ anh hai mày lỗ ổng đâu mà mày. Lỗ anh hai có một lần à, ổng đâu có bắt. Nó ngã nữa nè. Chết thì con mà có hỏi mẹ tức không? Thì hôm qua con cắt bữa non đúng không? Thì mắc gì ổng không chửi con mà vô ổng chửi ba với chửi mẹ. Nó giật luôn rồi nè. Chửi ai chửi tao đây. Không? Vậy vậy nè. Anh hai vậy? Rồi. Chết rồi. Chết thì mình chết. Gì? Này à, mình làm ăn mình lỗ cũng được nhưng mà đụng tới ba mẹ mình là mình không có chịu được, hiểu không? Hay quá mày. Đụng tới ba mẹ là con vô hỏi con cưa hết vườn ổng luôn, chọn khỏi bán luôn. Mày nhận cái mày chết hả? Chết liền hả? À, ổng chửi con này là con nhận được rồi. Mày hay quá. Ổng đụng tới anh hai con. Ổng đụng tới Mỹ Yến của con. Ổng đụng tới mẹ Hương của con. Ổng đụng tới ghế với hồn của con là con sang bằng cái vườn ổng luôn. Bây giờ đây nè, mày sang vườn mà thằng này nó ngã trước ổng nè. Người ta chửi mày đâu có trách mày nhịn cũng được vậy. Sao chứ? Chửi con thì được, đừng đụng tới người nhà của con. Mày hiểu không? Mày bây giờ cõng anh hai về nè. Rồi bây giờ anh cõng anh hai về đi. Bây giờ mẹ với Nghiến kẹ về đi. Con còn mấy cây với anh cưa cho sạch cái đi về luôn. Con ngại mày luôn. Đi về. Đổ ngồi học rồi nè. Đừng có coi. Mà ngộ nghe. Đi về. Người ta chửi nhà mình. Đổ anh hai về. Kêu nhịn. Đừng có cưa. Đừng có cưa nữa. Mày lại mày đỡ kè anh hai mày nè. Tao kè không có nổi nè. Đừng có mà cưa vậy là bưởi con à, con mà cưa xong cái chỗ này ha, con lại thằng kia con hả, con bỏ phân con dạt mặt hết bụi củ lùng của ổng luôn. Con dạt vô cái mặt mày nè. Đừng có cưa mày, người ta mua đám mà ai đuổi mày cưa. Nhưng mà cái vấn đề này không phải là mua đám, nhưng mà hôm qua cắt có mấy trái bưởi non mà ông chửi luôn gia đình chửi của mình. Chửi mày là phải rồi, mày còn nói nữa con dạ đi về. Ê chó không nhìn kìa. Đi chắc cái máy cưa về. Còn mày lại đây. Mày đem cái máy cưa ở đâu mày lấy ra đâu mà trả vô đó giùm tao đi. Con lấy con vô nhà ổng con lấy máy cưa luôn, con mượn ổng luôn á. Con báo đó mày phá gì tặng của người ta nữa, một thằng chết không chịu đâu. Dạ yeah, bỏ mẹ đi. Có đi đâu xỉu chạy. Ngày mai rồi bán phải bao nhiêu tiền rồi đền vô là lỗ thấy bà nội cha luôn. Ơi mẹ ơi. Chết rồi. Mày làm gì đó là phụ kè vậy? Ủa mẹ, mẹ nói củ lùng có củ sao không thấy không có củ vậy? Trời ơi phá củ. Nữa bà, cố mẹ ơi. Ơi. Chết rồi, cũng chết rồi. Sao chết rồi mà củ? Chết. Nè, chửi con thì thà ông chửi con đi. Ông không chửi con, mà ông chửi mẹ. Chửi mẹ thì con chịu không được. Mẹ hiểu không?
Trời ơi, cái bữa chết mẹ mày bây giờ nè, tao quýnh mày bây giờ nè, đứng lên kè anh hai về nè, nói nhiều. Yến gặp đâu? Ủa tự nhiên con binh gia đình con mà mẹ cũng chửi con hả? Chết anh hai mày chứ đâu có, không có chết đâu. Trời ơi, hên là không gãy qua cái cây bưởi da xanh người ta làm đền nữa. Đền cái gì mà đền, mày đợi con xíu ơi. Mẹ ơi chết. Đứng dậy đi về nè, chết cái gì? Chết hết rồi mẹ ơi. Chết hết thì chết hết rồi. Hết bưởi không rồi. Phải nãy đừng về ăn cơm mà im rồi. Mẹ giờ mẹ một nách con một nách chở anh về. Chứ giờ anh nó đi đâu rồi, nó đâu rồi mẹ? Kiếm dẹp dấu mấy cưa. Thôi chết rồi. Mày chết đâu mày chết hoài à ông nội. Chết cái gì mà chết? Giờ tỉnh táo lại mà đừng mà hốt bầu về nè. Rồi sao mẹ? Ngày mai qua cắt gom lại rồi đem về chứ sao? Rồi cái này sao giấu mẹ? Xả ra bầm xả. Bầm cái gì? Còn mấy nói chú ơi, mưa gió giông gì nó gãy mẹ đi. Sao mẹ đẻ con mày để nói mà nó khùng dữ vậy mẹ? Mẹ muốn bầm. Cái thằng nó báo đời thiệt. Mẹ đâu bầm như bầm xả mẹ. Mẹ phải em ruột con không vậy mẹ? Vậy chứ ở đâu con lẻo chung lai chứ không lẽ hai ba lẻo không nội. Rồi dưỡng thức tới đi. Sao nó vậy nè. Còn cây quất luôn. Tao quất chết mẹ mày bây giờ. Mày dậy mày ra là cản nó ra, mày nằm nó mày xỉu hoài. Cản cái gì nổi nó cưa. Mẹ ơi mệt cái nó tay. Trời ơi bữa người ta chưa cắt nó cưa luôn rồi. Trời ơi. Có mày nghe không mà kè anh hai mày lo cái mạng anh hai mày nè. Má mày bị sung lắm hả? Rồi cái lưỡi của người ta đâu? Cái lưỡi đâu? Má tao cùng đi mà. Về nè anh hai. Cái lưỡi đâu? Cưa gắt cái lưỡi đâu đòn mấy triệu luôn á. Cái gì á? Trời ơi vậy gì? Cái vỏ cái gì ở đây nè. Ở đây. Dạ đây. Sợ thằng báo báo á. Dạ dẫn anh ở đâu mày mà mua ở đâu mày đừng có nói. Nhưng mà mày trả cái mấy cưa cho con đi. Tao ngồi mày. Đi đâu nữa? Hết con này. Mày báo lỗ chặt họng rồi mẹ ơi. Lỗ thì yêu lỗ cái bà ở đây. Đó. Kiếm cái khác thở lại. Lỡ cái gì? Nó cưa vô người ta luôn, người ta chặt cái đầu luôn á mẹ. Thì hỏi chú coi giờ sao lỡ hai cây này giông quá vậy nha. Mẹ nè. Mẹ ơi. Này không đi đừng đó. Mẹ nhét nó vô lại đi mẹ. Nhét nó lỗ nào? Mẹ nhét nó vô bụng người lại. Đi ra đừng nói vậy đi á. Đi ra đừng nói vậy nè. Mẹ mệt chị ơi. Có cái thằng ngu này người ta cưa mua vô. Người ta mua vườn, người ta có mua cỏ luôn, mày đi cưa. Mày nói cái này giông gió hả? Tôi nhìn cái chỗ này là tôi biết giông gió. Giông gió nó bét nè bà. Đi. Tự nhiên làm cái chỗ. Mày bán thì chưa xong à, ai mượn mày ra đây nữa. Đi mày về nha. Mày nhét vô đít. Nhét gì được, nhét. Mày báo còn. Chết rồi mẹ. Gớt cái lưỡi kìa. Ủa, lớp cái lưỡi nè. Mày á, má mày không biết được cho người ta cưa cái đầu mày. Báo không? Bữa trời vậy à?